Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Trong câu thành ngữ của người xưa, ăn không nên đọi, nói không nên lời, thì đọi có nghĩa là gì? Nồi, cơm, canh hay là bát? Xin mời em. Câu này là một câu rất là quen thuộc rồi. Quen thuộc mình nói rồi. Rất là nhiều. Thế nhưng mà thật ra là để mà biết cái từ đọi này thì theo em nghĩ là nó sẽ là một cái gì đó, là một cái thuộc dạng đơn vị. Đơn vị. Đơn vị tức là thì đếm nó được. Sẽ đếm được. Nếu mà đếm được ở đây thì nó sẽ gồm là nồi và bát. Cơm canh là không đếm được. Cơm canh là không đếm được. Cơm canh thì nó là dùng để ăn. Ok. Đây là câu mà các cụ hay đem ra là trách nhau, chê nhau. Cái thằng đấy ăn không nên đọi, nói không nên lời mà cũng dẫn chương trình hay là triệu phú kiểu thế mà. Em nghĩ là em sẽ sử dụng quyền trợ giúp. Rồi, em dùng quyền trợ giúp nào? Em quyết định là lựa chọn vẫn theo chiến lược cũ, em sẽ gọi, em sẽ hỏi nhà thông thái ạ. Hỏi nhà thông thái, đúng như lời hứa của em là quyền trợ giúp đầu tiên đúng không? Vâng ạ. Vâng, chúng tôi sẽ phải được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào trường quay. Người chơi của chúng tôi rất giữ lời. Cô ấy nói rằng là trợ giúp đầu tiên sẽ phải sử dụng đó là nhà thông thái. Và lần này cô ấy làm đúng như vậy. Câu này dễ thôi, nhưng mà cô vẫn quyết định dùng nhà thông thái. Úi giời, vâng, chúng tôi đang chuẩn bị là tinh thần là phải thư giãn để chờ đến những điểm mốc quan trọng hơn. Vâng, hai anh sẵn sàng chưa? Dạ, vâng, sẵn sàng. Vâng, hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Trong câu thành ngữ của người xưa, ăn không nên đọi, nói không nên lời thì đọi có nghĩa là gì? A. Nồi, B. Cơm, canh, bát. Cái này nó là một phương ngữ của miền Trung. Trung rồi. Ăn không đủ được một nhúm cơm đựng được đấy, không đấy. Nói chung câu này thì nó cũng không khó. Thôi chắc là còn 10 giây thì mình nên tư vấn cho người chơi. Công bố đi em. Đáp án D. 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 Đúng là em rất là nghiêng về phương án này ban đầu. Khi mà được sự trợ giúp của nhà thông thái thì chắc chắn là em sẽ chọn đáp án D. Đáp án D. Bát. Vâng, phương án trả lời cuối cùng của em là phương án trả lời cuối cùng của em là đáp án D. Vâng, và đáp án D là đáp án chính xác. Xin chúc mừng em. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà thông thái ạ. Câu này tôi đã nói ngay từ đầu rồi là cũng là một câu nói thật là cũng không dễ lắm đâu. Tôi nói trêu các nhà thông thái vậy thôi. Nhưng mà rất may là các nhà thông thái đã biết câu này. Ở đây thì có một người gọi là cả hai người thì đều ở miền Bắc cả. Nhưng mà thực ra thì cái phương ngữ miền Trung thì có một vài từ nó khá là gọi là nó giống như là một cái dấu hiệu nhận biết. Thì ví dụ như cái đọi là cái bát thì thực ra là nếu như ai mà nghe có bạn bè người miền Trung hay gì đấy chẳng hạn thì em nghĩ là cũng sẽ biết được cái từ này thôi. Vâng. Chúng tôi cũng có bạn ở miền Trung nhưng cũng ít khi để ý rằng là các bạn ấy nói là bát là đọi cả. Nên là chắc là từ này cũng đã xưa rồi. Vâng. Nhưng mà rất may là do cái cách lưu giữ thông tin và cách nhớ mọi chuyện của hai nhà thông thái nên câu này nó mới dễ dàng như vậy. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà thông thái ạ. Em cảm ơn hai anh ạ. Bạn đã vượt qua câu số 6. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 6 triệu đồng. Bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Nhân vật thám tử Hercule Poirot được sáng tạo bởi nhà văn nào? Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle hay là Charles Dickens? Xin mời bạn. Em rất là hay đọc sách. Nhưng mà em lại không hay đọc mảng về trinh thám. Nếu mà nhắc đến tên Conan thì thật ra là mình chỉ nhớ bộ truyện tranh Conan. Vâng, vậy thì bây giờ mình xử lý thế nào đây? Em xin chọn sự trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân, em sẽ gọi điện cho ai? Em sẽ gọi cho bạn Phạm Thị Hải Yến. Bạn cùng tên Hải Yến em luôn. Vâng. Vâng, một bạn Vũ, một bạn Phạm. Vâng ạ. Vâng, chúng tôi xin liên hệ với bạn Hải Yến nữa. Vâng. Rồi, có tín hiệu đây rồi. Alo ạ. Alo, xin chào bạn Yến ạ. Dạ vâng,
anh. Vâng ạ, bạn Yến ơi, tôi đang ngồi với bạn Yến nữa. Bạn đang trong chương trình Ai Là Triệu Phú ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, bạn Yến đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và quyết định nhờ sự trợ giúp của bạn Hải Yến. Bạn Yến sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng ạ. Vâng ạ, hai bạn Hải Yến sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Yến ơi, nhân vật thám tử Poirot được sáng tạo bởi nhà văn nào? Poirot viết bằng tiếng Anh nhé. P-O-I-R-O-T. P-O-I-R-O-T. Được sáng tạo bởi nhà văn nào? Được sáng tạo bởi nhà văn nào? Có đáp án không? Có đáp án Agatha, hoặc là Arthur, hoặc là Edgar, hoặc là Charles. Agatha Christie của thám tử Poirot đúng không? Đúng rồi. Ok, cảm ơn Yến nhé. Hercules Poirot. Vâng, bạn còn đọc cụ thể của tên của thám tử đấy. Dạ. Có vẻ chắc chắn. Em tin tưởng vào khả năng gọi là tổng hợp thông tin của bạn em. Em sẽ xin chọn đáp án A, Agatha Christie. Phương án A. Em chốt phương án A rồi đúng không? Vâng. Agatha Christie. Và phương án A là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Đây, Agatha Mary Clarissa, sinh năm 1890 và mất năm 1976, thường được biết đến với tên là Agatha Christie, là một nhà văn trinh thám người Anh đã sáng tác được hơn 80 tiểu thuyết trinh thám trong cuộc đời của mình. Bà được coi là nữ hoàng trinh thám và là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này. Đây là thêm thông tin, em đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của em bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của em sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Em còn 2 quyền trợ giúp nữa. Vâng. Em sẵn sàng với câu số 8 chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi. Vâng ạ, xin mời câu hỏi số 8. Bánh trưng đen là món ăn truyền thống nổi tiếng nhất của dân tộc nào ở Việt Nam? Khơ Mú, Hà Nhì, Tày hay là Mường? Xin mời em. Em nhớ là em ăn, lần cuối em ăn món này thì em lại ăn là cùng với cả một số loại xôi ở trên Điện Biên. Em nghĩ là bạn đồng hành của em sẽ trả lời được câu hỏi này. Bạn đồng hành của em, vâng. Dạ. Em vừa nhắc cái anh nhìn qua góc này thấy Khuê giật mình, hay vội vàng đứng dậy cái. Xin mời Khuê xuống đây. Xin mời bạn đứng ở đây và hai vợ chồng có thể trao đổi với nhau. Trao đổi thật to lên để tôi xem có vấn đề gì không. Chồng ăn món này chưa? Chưa ăn món trên đen à? Chưa. Ngoài pizza thì được ăn món gì thì khác? Tại vì nếu mà điện, nếu mà vợ nhớ Điện Biên thì có thể là Mường. Đợt trước chồng ở trên Lào Cai là không có món này đúng không? Em trước... có biết gì món này không ở Khuê? Em chưa ăn ạ. Em đi nhiều nhưng cũng chưa ăn. Tức là tại vì trước chồng em có thời gian công tác khá là dài ở trên khu vực miền núi. Miền núi. Khu vực Lào Cai. Cũng đi khá là nhiều nơi. Nhưng mà cũng có thể là bọn em hơi thiếu sót. Vậy thì cùng nhau phân tích thôi. Bây giờ mình cùng nhau phân tích. Rồi. Có thể là em sẽ 50-50 sử dụng quyền trợ giúp 50-50. Nếu như mà cái phương án nào thì em sẽ chọn cái phương án còn lại. Đúng không? Em... Ok, cảm ơn Khuê. Tức là chỉ hai vợ chồng bàn bạc với nhau một chút thôi để xem dùng quyền trợ giúp nào tiếp hả? Vâng ạ. Cũng rất là tiếc, tại vì em nghĩ là đây là một món khá là nổi tiếng. Em nghĩ là nhiều người ăn. Em cũng hơi tiếc là tại sao chồng em chưa ăn món này. Thì anh nghĩ là vì ăn ở nhà no quá rồi. Thì không sao cả. Sau đây thì mình sẽ biết là món bánh chưng đen là có truyền thống ở đâu mà. Lạc quan cho nên là em sẽ chọn tiếp quyền trợ giúp 50-50. Chọn tiếp quyền trợ giúp 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi. À. Không, trong đó có phương án là chồng bạn có vẻ nghiêng về nhiều thì lại không còn. Sau khi mà bớt đi hai phương án thì em nghĩ là 90% là em phân tích là sẽ thuộc về dân tộc Tày. Em nghĩ là hiện tại em mới ở câu số 7 thôi. Như em chia sẻ là hôm nay, tức là cái thời điểm 2019 em đăng ký là em lên chơi là vì phần thưởng. Nhưng mà đến thời điểm này em lên đây chơi là vì em muốn trải nghiệm. Có chồng không cần quan tâm phần thưởng nữa. Ok, được. Thì em mới ở câu số 7 thôi. Đúng rồi. Không có lý do gì để dừng lại cả. Tức là cũng không có gì để tiếc đúng không? Đúng, em rồi. Không có gì để tiếc, vì vậy em sẽ chọn đáp án C là dân tộc Tày. Nếu như mà được thì em sẽ rất
là may mắn. Em sẽ cảm thấy rất là may mắn và em càng có lý do để lạc quan hơn. Còn nếu không thì không sao cả. Hôm nay em đã biết là bánh chưng đen thuộc về dân tộc nào. Thì nó cũng là một cái dạng như là một bài học mình trả phí. Tức là mình đã có sẵn giảm sóc rồi. Vâng. Dạ vâng. Vâng, okay. Thì thì em sẽ chọn phương án C, dân tộc Tài. C, dân tộc Tài. Mất rất nhiều công, mất đến 2 quyền trợ giúp cộng với công suy luận như là thám tử để suy luận được ra phương án C. Và phương án C là phương án chính xác, thì chúc mừng em. Bánh chưng đen là đặc sản của người Tày ở Yên Bái, thường được làm vào các dịp lễ Tết. Tất cả nguyên liệu làm bánh đều được sản xuất tại địa phương, bao gồm lúa nếp nương, thịt lợn, đỗ xanh, tiêu và lá rừng. Chắc là cái màu đen nó đến từ lá rừng, hoặc là có thể trong đấy có thêm một số thành phần gì đấy có màu đen thì nó mới tạo ra cái màu đen đấy. Em đã vượt qua câu số 8. Dạ. Phần thưởng của em bây giờ là 10 triệu đồng. Vâng ạ. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của em sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Nhưng vâng, em không có quyền trợ giúp nào cả. Vâng ạ. Em sẵn sàng với câu số 9 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Quả cầu pha lê là giải thưởng lớn của liên hoan phim quốc tế nào? Liên hoan phim Tokyo, liên hoan phim Cairo, liên hoan phim Karlovy Vary hay là liên hoan phim Moscow? Xin mời em. Quả cầu pha lê, nếu mà là pha lê thì chắc là tên tiếng Anh nó sẽ liên quan đến cái gì đó là crystal. Thì em đang cố gắng liên tưởng bằng tiếng Anh xem là mình có một cái dữ kiện nào không. Cairo, Tokyo, Karlovy Vary hay là Moscow. Em nghĩ là nếu mà để được lựa chọn thì em sẽ em không chắc lắm về cái Karlovy Vary. Em nghĩ đây là chắc là một tên người chứ không phải địa danh. Thật sự là cái câu hỏi này là em không có cứ dữ kiện không nào. Không dữ kiện gì. Và nếu như mà mình không còn quyền trợ giúp cũng như là mình không còn dữ kiện thì mình không có gì để liều cả. Em xin phép dừng cuộc chơi đây. Bạn dừng cuộc chơi tại đây. Và dạ, chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay. Phần thưởng của em là 10 triệu đồng. Nào, bây giờ thì thoải mái tâm lý rồi. Thử xem. Em chỉ lựa chọn theo cảm tính thôi thì em sẽ chọn đáp án C. Đáp án C và cảm tính của em là phương án chính xác. Đấy. Liên hoan phim Karlovy Vary Cộng hòa Séc là đại hội điện ảnh lâu đời hạng 3 thế giới, lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 1946, được tổ chức vào tháng 7 hàng năm. Và đây là một trong những sự kiện điện ảnh quan trọng nhất tại Trung và Tây Âu. Giải thưởng chính là quả cầu pha lê. Em đã có một phần thi chương trình Ai Là Triệu Phú rất xứng đáng với việc em đã mong chờ nó trong suốt những năm tháng qua. Em có một phần thi vẫn đầy cảm xúc, vẫn đầy nhiệt huyết nhưng mà vẫn có tiến lùi rất là cẩn thận. Và một phần thi anh nghĩ là rất là dễ chịu khi mà quý vị khán giả được theo dõi. Và quan trọng nữa là em cũng có phần thưởng để mang về. Vâng, và đúng lúc này thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng đã vang lên. Cảm ơn em đã đến tham dự chương trình. Phần thưởng của em mang về sẽ là 10 triệu đồng. Và với quý vị khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ở đây.